cái mì là 8 tuổi nha. Chơi đâu đồ công nghệ không nữa chơi. Không, nói em nói tôm mì mà. Tôm mì đang mấy cái đồ chơi nè, khủng long rồi nè. Con này của ba làm. Màn hình Google camera rồi nè. Google Home rồi nè. Trời ơi, ai đóng rồi. Đóng gì đó rồi.